Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 28 tháng 9, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 đến 2025. Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. chương trình vui hội trang dằm tại trung tâm bảo trợ xã hội Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, 28 tháng 9, ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 đến 2025. Đến nay, tỉnh có 36 trên 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% mục tiêu đến năm 2025 đề ra. Một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 8% so với mục tiêu đến năm 2025 đề ra. Thành phố Gia Nghĩa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chưa có huyện nông thôn mới. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,62 tiêu chí xã nông thôn mới trên xã, tăng 0,84 tiêu chí so với năm 2020. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn 10, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện chủ động phối hợp chia sẻ hỗ trợ, cùng nhau tìm hướng tháo gỡ và cách làm phù hợp. Mong các đồng chí sau cuộc họp này về các đồng chí báo cáo là thường trực, ban thường vụ những nội dung suy xuyên quanh hôm nay và tôi chắc rằng những nội dung này chỉ xoay quanh là thẩm quyền của các đồng chí là chính. Thế thì mong các đồng chí về báo cáo lại thường trực, ban thường vụ đấy thì các đồng chí ra những cái quyết sách để mà chúng ta làm. Hôm nay, 28 tháng 9, Bắt đầu diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 9 với 203 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho hơn 62.000 hội viên trong toàn tỉnh. Đại hội có chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác, phát triển với phương hướng xây dựng Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018 đến 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2023 đến 2028, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành khóa 4. Bầu ban chấp hành hội nông dân tỉnh khóa 5, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. Trước khi diễn ra đại hội, các đại biểu đã viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Cũng liên quan đến các hoạt động tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 5, có 200 sản phẩm nông nghiệp nổi bật của Đắk Nông được trưng bày, giới thiệu bên lề Đại hội Hội Nông dân Đắk Nông lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. đến Các cá nhân, tập thể đã giới thiệu đến Đại hội những sản phẩm chất lượng, như sản phẩm rau, củ, quả được chứng nhận ô cốp, việt ghép, sinh học, hữu cơ. Trong số đó, nhiều sản phẩm được đầu tư chế biến đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản châu Âu, Mỹ. Sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng là minh chứng cho tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất của nông dân, hợp tác xã, các doanh nghiệp đắc nông. Kết luận cuộc họp của Tổ công tác 1644 để xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của công ty nhôm đắc nông, TKV, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, những vấn đề nào đã rõ, thực hiện đúng quy định của pháp luật, mà các hộ dân vẫn cố tình chây ỉ, cản trở hoạt động của dự án thì cần quyết liệt lập phương án cưỡng chế, giải tỏa mặt bằng. Các sở, ngành liên quan cần đồng hành với địa phương và chủ đầu tư để bảo đảm hoạt động thông suốt cho nhà máy alumi nhân cơ trong thời gian tới. Những khó khăn, vướng mắc cần thường xuyên báo cáo để tỉnh nhanh chóng có hướng xử lý. Tháng 8 năm 2023, các hộ dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện khai thác mỏ bô xít nhân cơ với tổng diện tích là 11,04 ha công ty Nhôn Đắc Nông hiện đã khai thác được 5,25 hecta. Diện tích còn lại dự kiến bảo đảm cho việc khai thác đến ngày 30 tháng 10 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Đắc Giờ Lấp đã phê duyệt 3 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất đối với 51 hộ dân. Với diện tích dự kiến thu hồi khoảng 45,98 ha trên 186 ha, kinh phí bồi thường khoảng 100 tỷ đồng. Tối hôm qua, 27 tháng 9, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Nông, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình vui hội trăng rằm và giao lưu giữa các gia đình trẻ năm 2023. Chương trình thu hút khoảng 100 người, phần lớn là những người đang sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Ngoài các phần quà trung thu được trao tặng đến các em, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ âm nhạc trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trí Thanh. Các hoạt động vui chơi giải trí do đoàn viên, thanh niên các cơ quan thuộc đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!